Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong những thông tin thời sự mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Ngay sau đây mời quý vị cùng cập nhật những tin nóng trong 24 giờ qua. Sáng sớm ngày 21 tháng 11, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đàn đạo, không mang đầu đạn hạt nhân, nhằm vào một khu công nghiệp quốc phòng tại thành phố Dnipro, miền đông của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tên lửa có tên là Oresnik, trong tiếng Nga có nghĩa là cây phỉ, Ban đầu, Tổng thống Ukraine Zelensky và không quân Ukraine cho rằng đó là tên lửa đàn đạo xuyên lục địa ICBM, một loại vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa hàng nghìn km, trong đó có cả mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ. Nhưng một số nhà phân tích cho rằng là tên lửa đàn đạo tầm trung hay tên lửa đàn đạo tầm trung xa IRBM. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Said đã cho rằng tên lửa Oresnik có thể là phiên bản mới nhất của tên lửa đàn đạo RS-26 của Nga. RS-26 là tên lửa nhiên liệu rắn nặng 40 tấn, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ. Mặc dù tên lửa R-26 được phân loại là tên lửa đàn đạo xuyên lục địa theo Hiệp ước Cắt giảm vũ khí hạt nhân New Star giữa Mỹ và Nga, nhưng nó cũng có thể được xếp vào loại tên lửa đàn đạo tầm trung khi được sử dụng với vài trọng tải nặng hơn ở tầm bắn dưới 5.500 km. Tên lửa RS-26 được chế tạo dựa trên thiết kế của tên lửa đạn đạo RS-24 Yars, dài 12 m đường kính 1,8 m với đầu đạn cơ động được nâng cấp, có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa. Nga thử nghiệm thành công tên lửa RS-26 Rubes vào tháng 5 năm 2012. RBC Ukraine cho biết, tên lửa có thể mang đầu đạn nhiệt hành và cũng có thể được sử dụng với phương tiện lướt siêu thanh Avenged Gate, RS-26 sở hữu tốc độ bay gấp 5 lần tốc độ âm thanh, được thiết kế để vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến, bao gồm hệ thống Patriot mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine. Với khả năng mang đầu đạn lớn gấp 3 lần tên lửa Iskander, tên lửa RS-26 được coi là biểu tượng sức mạnh của quân sự mới của Nga. Không có hệ thống phòng không nước ngoài nào được cho là có thể đánh chặn tên lửa RS-26. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, trong tuyên bố đặc biệt kéo dài gần 8 phút, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cuộc tấn công nhà máy Južmash được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oresnik mang đầu đạn thông thường. Theo nhà lãnh đạo Nga, quyết định phóng tên lửa Oresnik là để đáp trả những hành động của các quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đối với Moscow. Tổng thống Putin tuyên bố, cuộc thử nghiệm đã thành công, đạt được mục tiêu mà Nga đã đề ra trong cuộc tấn công. Địa điểm bị tấn công là một trong những khu phức hợp công nghiệp lớn nhất nằm ở thành phố Dnipro, nơi sản xuất tên lửa và nhiều loại vũ khí của Ukraine. Với tốc độ gấp 10 lần, tốc độ âm thanh Mach 10, Tổng thống Putin cho biết tên lửa này có thể được sử dụng để tấn công vào bất kỳ đồng minh nào cung cấp tên lửa cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, đồng thời cảnh báo về hệ thống phòng không hiện đại nhất, ngay cả Mỹ cũng không có khả năng đánh chặn tên lửa này. Trước đó, Mỹ và Nga đều là bên tham gia Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung năm 1987, trong đó cấm hai nước phát triển mọi loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Nhưng Mỹ đã rút khỏi hiệp ước này vào năm 2019, sau đó Nga cũng thực hiện động thái tương tự. Sau vụ tấn công của Nga bằng tên lửa siêu thanh Uresnik mới trong ngày 21 tháng 11, đại sứ Ukraine tại Anh, cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine VSU Valery Zaluzny tuyên bố về thế chiến thứ ba. Tờ Politico dẫn lời ông Zaluzny nói rằng, Thế chiến thứ ba vốn được dự báo từ rất lâu đã bắt đầu ngay trong năm 2024. Cho rằng có thể ngăn chặn điều đó xảy ra trên lãnh thổ Ukraine, song cựu tư lệnh quân đội quốc gia Đông Âu đặt ra nghi vấn vì lý do nào đó các đối tác không muốn hiểu điều này. Đại sứ Zaluzny kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra những kết luận đúng đắn và chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo thế giới vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này. Ngày 21 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới phản ứng cương quyết đối với việc Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới có tên là Oresnik để tấn công vào nhà máy Chusmas ở Dnipro cho rằng sự kiện này đánh dấu bước gia tăng căng thẳng lớn về quy mô của cuộc xung đột hiện nay, ông Zelensky viết trên mạng xã hội. Thế giới phải phản ứng, hiện giờ chưa có bất cứ phản ứng cương quyết nào từ thế giới. Ngày 19 tháng 11, ông Zelensky đã nói với hãng tin Fox News của Mỹ rằng Ukraine sẽ thua trong cuộc xung đột với Liên bang Nga nếu Mỹ cắt viện trợ quân sự. Ông Zelensky tuyên bố: "Nếu họ cắt viện trợ, chúng tôi, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thua và cho biết thêm, chúng tôi sẽ chiến đấu, chúng tôi có khả năng sản xuất nhưng không đủ để giành chiến thắng và tôi nghĩ điều đó cũng không đủ để sống sót." Tổng thống Ukraine nói với Fox News rằng sự đoàn kết giữa ukraine và mỹ là điều quan trọng nhất ông zelensky cho rằng ông donald trump có thể gây ảnh hưởng đến tổng thống liên bang nga vladimir putin để chấm dứt xung đột vì ông ấy mạnh mẽ hơn ông putin rất nhiều trước đó cùng ngày bộ ngoại giao ukraine cũng hối thúc cộng đồng quốc tế phản ứng nhanh chóng trước việc nga sử dụng loại vũ khí mới về phía Mỹ, Phó Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh tuyên bố Mỹ không muốn đối đầu với Nga nhưng sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bên cạnh đó, theo bà Sabrina Singh, trong khi giúp đỡ Ukraine, Mỹ không cố gắng biến cuộc xung đột này thành một cuộc đối đầu khu vực quy mô lớn vượt ra ngoài biên giới quốc gia này. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, nhận định về tư thế hạt nhân của Nga sau vụ tấn công bằng vũ khí siêu thanh tầm trung mới, quan chức Lầu Nam Góc nói rõ, chúng tôi chưa thấy bất kỳ sự điều chỉnh nào của Moscow và chúng tôi cũng chưa điều chỉnh tư thế hạt nhân của mình để đổi lại. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trên truyền hình gửi tới toàn quốc vào tối ngày 21 tháng 11, trong đó tuyên bố rằng để đáp trả quyết định của phương Tây cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào Nga, Moscow đã sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oresnik mới lần đầu tiên. Tên lửa này được trang bị đầu đạn thông thường, nhưng cũng được thiết kế để mang theo đầu đạn hạt nhân. Theo lời ông Putin, Nga có quyền sử dụng vũ khí của mình chống lại các cơ sở quân sự của các quốc gia, cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại các mục tiêu ở Nga. Khi sử dụng Oresnik trong tương lai, Nga sẽ đưa ra cảnh báo trước, cho phép dân thường rời khỏi các khu vực được chỉ định là nguy hiểm. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin nóng trên kênh tin tức của Báo Tiền Phong. Trong bài phát biểu tại triển lãm quốc phòng ngày 21 tháng 11 ở Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un cho biết Kinh nghiệm đàm phán trước đây của ông với Washington cho thấy chính sách hung hăng và thù địch của Mỹ đối với Bình Nhưỡng. Hãng tin KCNA dẫn phát biểu của ông Kim, chưa bao giờ các bên tham chiến trên bán đảo Triều Tiên phải đối mặt với cuộc đối đầu nguy hiểm và gai gắt đến mức có thể leo thang thành chiến tranh nhiệt hạch, tàn khốc nhất. Ông Kim nói, chúng tôi đã tiến xa nhất có thể trong đàm phán với Mỹ. Nhưng điều chúng tôi chắc chắn không phải là ý chí chung sống hòa bình của siêu cường đó, mà cho thấy lập trường toàn diện về quyền lực, cũng như chính sách hung hăng và thù địch đối với chúng ta không bao giờ có thể thay đổi trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên ông donald trump và ông kim đã có ba cuộc gặp tại singapore hà nội và tại biên giới triều tiên vào các năm 2018 và 2019 nhưng những cuộc gặp đó không mang lại bất kỳ kết quả cụ thể nào do hai bên không chịu thỏa hiệp ông trump vẫn tự hào về mối quan hệ của ông với ông kim tháng trước ông nói rằng hai nước sẽ bước vào cuộc chiến tranh hạt nhân khiến hàng triệu người thiệt mạng nhưng ông đã ngăn chặn điều đó nhờ mối quan hệ của họ truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa đề cập đến việc ông Trump tái đắc cử. Bản tin của KCNA cho biết, trong bài phát biểu, ông Kim kêu gọi phát triển và nâng cấp vũ khí thành vũ khí siêu hiện đại và tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy năng lực phòng thủ để củng cố vị thế chiến lược của đất nước. Triển lãm phát triển quốc phòng được tổ chức nhằm giới thiệu các loại vũ khí chiến lược và chiến thuật của Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 19 tháng 11, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ Đô đốc Samuel Paparo cho biết, Washington chưa thấy năng lực tái nhập khí quyển của tên lửa Triều Tiên, công nghệ then chốt mà Bình Nhưỡng cần để phát triển chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Ông Paparo đưa ra phát biểu trên tại diễn đàn ở Washington trong bối cảnh Bình Nhưỡng ngày càng đẩy mạnh nỗ lực có được các phương tiện vận chuyển đầu đạn tầm xa đáng tin cậy. Như có thể thấy qua vụ phóng thử tên lửa ICBM Hoa Sông 19 vào hồi tháng trước, phát biểu tại diễn đàn do Viện Brookings tổ chức, ông Paparo chia sẻ chưa, chúng tôi chưa thấy năng lực đó, nhưng chúng tôi vẫn thấy họ tiếp tục thử nghiệm hướng tới mục tiêu này. Công nghệ tái nhập khí quyển là yếu tố cần thiết để đảm bảo đầu đạn của tên lửa có thể chịu được nhiệt độ cực cao trong quá trình tái nhập khí quyển trái đất. Mặc dù đã nhiều lần thử nghiệm ICBM, song chưa rõ liệu Triều Tiên đã thực sự hoàn thiện công nghệ này hay chưa. Khi hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moscow ngày càng sâu sắc, đã xuất hiện suy đoán rằng Triều Tiên có thể yêu cầu hỗ trợ công nghệ quân sự, bao gồm cả công nghệ liên quan đến ICBM để đổi lấy việc triển khai quân đội hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, ngày 5 tháng 11, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn SRBM từ khu vực Sariwon thuộc tỉnh phía Bắc Hoang Hê về phía biển Nhật Bản. Đây là vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên chỉ một tuần sau khi nước này thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Sông 19. Có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ, các hành động của Triều Tiên đã làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp tục leo thang vũ khí hạt nhân và tên lửa, cũng như những mối đe dọa đối với an ninh khu vực trong khi đó triều tiên tiếp tục khẳng định rằng các hành động quân sự của họ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trước những mối đe dọa quân sự từ mỹ và các đồng minh chính quyền bình nhưỡng đã nhiều lần cáo buộc các cuộc tập trận quân sự chung của mỹ nhật bản và hàn quốc là những hành động khiêu khích và do đó triều tiên sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân và tên lửa Tòa án hình sự quốc tế ICC tại The Hague vừa ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant Israel với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc xung đột tại giải Gaza. Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Mỹ và Israel làm gia tăng căng thẳng quốc tế trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Mỹ đã tuyên bố về cơ bản bác bỏ lệnh bắt giữ này, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ chỉ trích ICC đã vội vàng trong quá trình điều tra, đồng thời khẳng định tòa án không có thẩm quyền pháp lý để can thiệp vào các vấn đề này, trong khi đó phía Israel đã đưa ra những phản ứng gay gắt hơn, cáo buộc tòa án hình sự quốc tế là bài do thái và chọn phe khủng bố thay vì dân chủ và tự do. Tổng thống Israel Isaac Herzog gọi quyết định của tòa án hình sự quốc tế là vô lý và lên án rằng tòa án đã biến hệ thống tư pháp thành là chắn sống cho các tội ác của Hamas. Ông Isaac Herzog nhấn mạnh rằng lệnh bắt giữ này chế giễu những giá trị công lý mà thế giới đã đấu tranh để bảo vệ từ sau Thế chiến thứ hai. Các quan chức cấp cao của Israel đã có những phản ứng gay gắt, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir khẳng định rằng tòa án hình sự quốc tế hoàn toàn thể hiện bản chất bài Do Thái, đồng thời kêu gọi Israel tăng cường kiểm soát chủ quyền tại các khu vực bờ Tây và Judea cũng như siết chặt các biện pháp đối với chính quyền Palestine. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana chỉ trích Tòa án Hình sự Quốc tế vì biến nhiệm vụ tư pháp thành một công cụ chính trị phục vụ cho những kẻ muốn tước đi quyền tự vệ chính đáng của Israel. Cùng ngày, Tòa án Hình sự Quốc tế cũng ban hành lệnh bắt giữ đối với ông Mohammed Deif, một chỉ huy quân sự của Hamas vì bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, Israel tuyên bố rằng nhân vật này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích trước đó. Các cáo buộc đối với Thủ tướng Israel Netanyahu xoay quanh việc sử dụng nạn đói như một công cụ giao tranh tại giải Gaza, tước đoạt các nhu yếu phẩm thiết yếu như thực phẩm, nước uống, thuốc men của dân thường. Toàn hình sự quốc tế xem đây là một phần trong cuộc điều tra toàn diện hơn, bao gồm các hành vi cáo buộc của Hamas trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Sự kiện đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin. Cuộc xung đột này đã gây ra những hậu quả thảm khốc tại giải Gaza. Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, hơn 44.056 người Palestine đã thiệt mạng và 104.000 người bị thương kể từ khi Israel tiến hành các cuộc không kích. Khoảng 1,9 triệu người, chiếm 90% dân số giải Gaza, đã phải di rời, tị nạn để tránh bom đạn. Quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế đang tạo ra một làn sóng chia rẽ trong cộng đồng quốc tế một số quốc gia châu âu như hà lan pháp thụy điển và na uy tuyên bố ủng hộ tòa án và khẳng định sẽ tuân thủ lệnh bắt giữ tuy nhiên mỹ và israel đều không công nhận thẩm quyền của tòa án hình sự quốc tế và khiến vấn đề này trở thành điểm nóng mới trong căng thẳng quốc tế